Thẩm Vũ Hương Phai đạt thành tích khủng, Dương Tử ngầm lên tiếng về tin đồn tái hợp tình cũ Trần Tuấn Kiệt. Bộ phim Thẩm Vũ Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính đang nhận nhiều đánh giá khen chê từ phía khán giả nhưng vẫn đạt thành tích khủng. Bao qua những đánh giá từ dư luận, Dương Tử vẫn thực hiện các hoạt động bình thường theo lịch trình. Đáng chú ý, gần đây cô có đăng tải bức ảnh lên trang cá nhân với dấu hiệu mà cộng đồng mạng cho rằng đang ngầm nói về vấn đề tình cảm của bản thân. Dương Tử là một nữ diễn viên người Trung Quốc. Đầu tháng 9 năm 2016, Dương Tử được Tuần San Giải trí Nam Đô bình chọn là một trong 4 tứ tiểu hoa đàn thế hệ 9X. Cuộc bình chọn của Tuần San Nam Đô được đánh giá có chất lượng và uy tín hàng đầu tại Trung Quốc. Sức hút của Thẩm Vũ Hương Phai vô cùng đáng nể. Chỉ sau một tuần lên sóng, bộ phim của Dương Tử Thành Nghị đã nhanh chóng phá đảo các bảng xếp hạng với loạt thành tích khủng như là top 20 bộ phim truyền hình nổi tiếng Iman. Hai nhân vật chính là Thành Nghị và Dương Tử, thủ vai là Ứng Uyên và Nhan Đàm lần lượt đứng top 1, top 2 trên bảng xếp hạng thảo luận vai diễn theo Iman. Bộ phim cũng đạt top 1 Weibo Top TV Series với mức tối đa 100 điểm. Đáng kể Thẩm Vũ Hương Phai còn dẫn đầu cả 3 bảng xếp hạng phim ảnh của Shoku và đạt top 1 bảng xếp hạng chỉ số nhiệt độ phim chiếu mạng trên VNinket. Với những thành công khủng của bộ phim, Dương Tử cũng tự thưởng cho mình những tháng ngày nghỉ ngơi bên gia đình và gặp gỡ bạn bè. Chính vì vậy mà Dương Tử và bạn trai cũ Trần Tuấn Kiệt thời gian gần đây bị đồn tái hợp. Hai người bị bắt gặp ăn cơm cùng nhau tại quán cơm ở Hoành Điếm cùng một vài người bạn. Sau bữa ăn, Trần Tuấn Kiệt ra về chưa khoảng 30 phút, sau đó Dương Tử cùng hai người bạn khác mới rời đi. Dương Tử và Trần Tuấn Kiệt từng có quãng thời gian yêu nhau trước khi nổi tiếng, cả hai chia tay vì bận rộn công việc và bất đồng quan điểm. Suốt 6 năm qua, họ gần như không xuất hiện cùng nhau hay tương tác trên mạng xã hội. Do đó, việc cùng nhau đi ăn khiến cộng đồng mạng bất ngờ và đồn đoán rằng hai người gương vỡ lại lành. Tuy nhiên, đại diện của hai diễn viên nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn tái hợp. Mới đây, studio cũng công bố hình ảnh mới nhất của Dương Tử. Trong hình, Dương Tử mặc chiếc áo trắng đen đơn giản nhưng vẫn đắt nên vẻ đẹp quyến rũ. Màu son, môi và đôi hoa tai đỏ càng làm tôn làn da trắng sứ của nữ diễn viên. Có thể thấy mặc dù phải ở nhà nhiều do dịch bệnh nhưng Dương Tử không tăng cân, ngược lại có vẻ nàng tiểu hoa còn gầy đi. Nhưng điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là chiếc nhẫn đá quý trên ngón tay trỏ của Dương Tử. Tại Trung Quốc, đeo nhẫn ở ngón tay trỏ có nghĩa đang độc thân. Có lẽ đây là lời tuyên bố của Dương Tử đối với những tin đồn sôi nổi của cộng đồng mạng về việc cô nối lại tình xưa với tình cũ Trần Tuấn Kiệt. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.